nay là gần 50 tuổi mới có nhà ở đó chú. Mạnh Thường Quân thôi cô. Dạ, con nhờ, chết đói rồi. Dạ, nhờ mấy cô mấy chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cái nhà chú nắng chú mưa, cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều. Mừng quá. Mừng lắm, đâu hiểu được. Dạ, tôi đợi đi. Bây giờ tôi nói khóc rồi. Đó là các chú ở Canada, ở đảo Victoria, Canada hỗ trợ cho cô Duyên với số tiền là dạ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì trong video clip này Bùi Hồ muốn thông báo với lại cô bác quý anh chị cũng như là quý Mạnh Thường Quân về cái trường hợp của cô Duyên mà hai vợ chồng sống ở dưới gầm cầu của cô bác quý anh chị. Thì sau một thời gian thì Bùi Hồ có được sự hỗ trợ của các chú ở bên Canada đã di chuyển nơi ở của cô Duyên lên nhà trọ 6 tháng và đến nay cũng đã qua dịch bệnh rồi. Và ở video clip trước thì Bùi Hồ có quay về cô Duyên tìm một cái nền để cho cô Duyên cất nhà và xây dựng nhà mới. Và cái số tiền này Bùi Hồ xin thông qua là được các chú ở Canada hỗ trợ. Thì trong cái clip đó thì khi mà đi qua mua đó cô bác quý anh chị, thì ông chủ đất này cái nền cũng khá là sâu so với mặt tiền. Ôi hả? Cái trên gò này ha. Ở dưới đây nè, chứ gò. Cái nền nào chú? Từ dưới này lên tới này ha. Ừ. Mà giờ trúng số không bán. Trời, bị trong khi nó thẳng ông anh đó, rồi ông chuột lại. Bán cho con. À, có nền của chú ha. Ừ. Rồi ông anh ông trúng số ông chuột lại hả? Ừ, ông anh ruột. Ông ấy. Chứ không phải tôi thẳng ông chuột lại bị coi cha mẹ đó, chứ không phải ấy. Vì ấy anh cũng điện cho tôi biết, anh tôi là điện cho mấy chú này để qua tụi nghiệp người ta. Và phải thông qua những cái đường đi của nhà kế bên. Thì cái nền đó thì không có duyên với gia đình của cô Duyên. Và hôm đó thì mình qua mua cùng với cô Duyên thì ông chủ đất ông mới trúng số đi. Và ông không bán nữa à. Thì sau đó cô Duyên rất là ngậm ngùi, nói chung là mất đi một hy vọng. Cô Duyên muốn khóc luôn. Chính xác dạ. Chắc cô kiếm cái nền nào khác chứ dạ. Bây giờ người ta không bán rồi dạ. Giờ chắc là để kiếm nền nào khác cho chú hay. Giờ mua nhiều không? Chỉ cái nền mặt tiền luôn. Không. Mua giá cả. Không, mua chỉ ở vừa đủ ở thôi. Ừ, dạ. Công rử rồi. Thôi, rồi. Dạ, dạ. Em rử không nổi chú ơi. Thôi vậy, chú vậy thôi bây giờ dạ. Vậy nè cô Duyên. Dạ. Cô cứ dọ đi ha. Một dạ. Hai ngày tới cô cho con hay nha. Dạ. Rồi con về. Cô dọ tiếng giùm cho. Dạ, dạ. Thôi con cảm ơn cô ha. Dạ, nhớ dạ. Giữ gìn sức khỏe nha cô Duyên. Chú mà mạnh khỏe lặng mà đi giúp cho mấy người nghèo khổ như tôi nha chú. Dạ. Chú giúp chút cho chú mà mạnh khỏe mà đi đặng đi mặn chuyện việc thiện nha chú. Dạ. Giúp cho mấy người nghèo như tôi. Giờ nghe nói có nền mừng quá chú ơi, mà giờ chú không bán buồn quá. Từ từ đi để con kiếm coi. Dạ. Cảm ơn chú nhiều quá chú. Ví dụ kiếm qua Đồng Tháp có ở được không? Được chú, ở đâu cũng được cho chú. Mà dạ. Có bán giấy số với đi về làm mướn là được rồi chú, ở đâu cũng được chứ. Để con kiếm phụ cho ha. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ, rồi dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ dạ. Cho gia đình của cô Duyên như thế này. Dạ. Cô Duyên đã khóc trong cái clip đó. Thì Bùi Hồ có nói với cô Duyên là bây giờ nếu như mà cô có con cố gắng tìm cho cô nhưng mà về những ở Đồng Tháp, về tỉnh Đồng Tháp ở thì cô có chịu hay không? Thì cô trả lời là bây giờ có cái nhà là được rồi chú ơi, ở đâu cũng được hết. Thì Bùi Hồ sau đó thì Bùi Hồ có cố gắng dò hỏi những người địa phương và Bùi Hồ mới mua được một cái nền với giá là 40 triệu đồng. Và cái nền cũ mà ở trong clip mà Bùi Hồ mới quay cho cô bác quý chị xem đó là 30 triệu đồng, nhưng mà nằm sâu ở trong và rất là sâu. Thì cái nền mới này thì Bùi Hồ mua với giá là 40 triệu đồng. Bề ngang thì của nền là 6 mét và chiều dài là khoảng gần 20 mét ở cô bác quý anh chị, 18 mét mấy á. Thì mua cái nền này với giá 40 triệu. Mình con mua cái nền 40 triệu thì giao cho 70 triệu cọc trước, rồi còn lại 30 triệu
làm giấy sang tay gửi tiền luôn theo ông bảy. Rồi bây giờ 10 triệu còn lại 30 triệu nữa. Dạ. Để chiều nay về làm giấy. Dạ. Rồi con gửi các chú, đây là ông bảy, ông đang nhận số tiền bàn giao 40 triệu ha ông bảy. Dạ, là tổng cộng là bàn giao xong ha. Rồi, con cảm ơn bảy luôn. Sau đó thì Bùi Hồ có nhờ Đạt xây làm chủ thầu để mà xây cái nhà cho cô Duyên, nhà tường luôn. Và với số tiền là Đạt lãnh trọn gói là 80 triệu đồng. Thì tổng cộng về phần nền là 40 triệu và phần nhà là 80 triệu đồng, là 120 triệu đồng của cô bác quý anh chị. Thì Đạt có thông nói với Bùi Hồ thì xây nhà này khoảng chừng 20 ngày là xong. Đó là các chú ở Canada, ở đảo Victoria, Canada hỗ trợ cho cô Duyên với số tiền là 120 triệu đồng, kể cả luôn phần nền và phần nhà. Có nhiều cô bác quý anh chị mà đã theo dõi kênh của Bùi Hồ trước đây thì đã có các cái nhà, căn nhà của chị Loan là 120 triệu đồng, nhưng mà tại sao nhà này lại cắt có 80 triệu đồng, là lý do là cái phần cuốn nền á, mặt bằng so với lại cái phần gạch lót ở trên á, thì cái nhà này nó đã có cái nền này nó đã có sẵn rồi, nên thành thử là cái chi phí xây dựng nó sẽ thấp đi. Sau đây là một cái clip khởi công xây dựng nhà cô Duyên mà Bùi Hồ quay cách đây khoảng 5 ngày, mời cô bác quý anh chị cùng đón xem. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Và phía trước cô bác quý anh chị đó là hình ảnh của hai vợ chồng của cô Duyên đang cúng để mà khởi công cái ngôi nhà. Thì ở clip trước thì Bùi Hồ không có quay thông tin với cô bác quý anh chị, thì đây là một cái ngôi nền mới của cô Duyên mà Bùi Hồ tìm được. Cái giá trị ngôi nền này là 40 triệu, kể cả luôn cái phần đất này dài phần trước này là cô bác quý anh chị, và được mua từ ông Bảy ở đây. Thì hôm nay là ngày cúng khởi công để mà lấy ngày để mà chuẩn bị xây cái ngôi nhà, và Đạt sẽ là người chủ ra chủ thầu để mà khởi công căn công trình này. Ông Bảy may mắn rồi. Dạ, ông Bảy là chủ đất nè. Dạ. Thì con đại diện để mua cái cho Mạnh Thường Quân mua cái ngôi nền này cho hai vợ chồng của cô Duyên. Dạ, thì ông Bảy có để là chính xác là số tiền là 40 triệu. 40 triệu. Dạ. Để thì sau cúng khởi công thì sẽ bắt đầu khởi công luôn đó ông Bảy. Dạ, đúng rồi. Dạ. Để cho hai vợ chồng có cái nền nhà ở. Từ hai vợ chồng của cô Duyên này thì ở bên Chợ Mới. Biết nói sát bên nhà ông anh tôi rể tôi bánh. Dạ. Mới hỏi thì... cũng thay mặt cảm ơn ông Bảy nhiều hơn. Thay mặt Mạnh Thường Quân cảm ơn ông Bảy hơn. Sáng hai vợ chồng cô Duyên phải qua sớm lắm. Mua trái cây với lại bông hoa. Cúng xong thì ông Bảy sẽ dọn hết cái phần này là chiều nay bắt đầu luôn ha ông Bảy. Dạ. Để cái này dẹp mấy hộ. Dạ. Của tôi. Của nhà. Phi thì chút xíu làm rồi. Dạ. Lát nữa thì xong thì cái cũng nhẹ giác ra. Tí xíu nữa đồ làm giấy tay đồ hết luôn ha ông Bảy ha. Dạ dạ. Vui không chú? Sao rồi? Sốt cũng đi với nội ngoại lạnh lạnh nãy giờ. Sốt hả? Trời lạnh là không vậy đó chú. Dạ. Dạ lạnh là. Cô sao rồi, mừng dữ không? Mừng lắm chú. Dạ. Chú mà cảm ơn chú nhiều chứ, cảm ơn chú. Sao cảm ơn mấy cô mấy chú mình nước ngoài giúp đỡ cho tôi có nhà cửa. Cảm ơn chú với mấy cô rất nhiều luôn. Dạ. Nhờ chú mà gần 50 tuổi mới có nhà ở đó chú. Mạnh Thường Quân thôi cô. Dạ, con kết nối rồi. Dạ, nhờ mấy cô mấy chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho có nhà chú nắng chú mưa. Cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều. Dạ. Chú nhờ mà chú nói mà mua được nhà quá trời mừng luôn chú, mua được cái nền quá. Dạ. Mừng luôn. Trời ơi, chú với mấy cô mấy chú không biết bao nhiêu mà nói. Hôm nay khởi công thì để Đạt qua rồi khi nào lợp nhà đó. Dạ. Thì con cho cô Hai qua để cô cúng lần nữa. Dạ. Cái mà là bữa nào lợp á chú điện cho Hai trước á chú. Dạ. Dạ. Mà thấy đâu mà đi qua.
Trời mừng luôn chú ơi. Dạ. Nói kiến gì kia nọ lên vài ba tiếng nói rồi mình cảm ơn mấy người mạnh quân nước ngoài hỗ trợ cho không. Mừng quá. Mừng lắm, đâu hiểu được. Bây giờ tôi nói đi. Bây giờ tôi nói khóc rồi. Nói đi, nói gì giờ? Cô, mấy chú trước. Nó ngào ngạn nói không có được. Chú hồ. Trời sao cảm ơn mấy cô mấy chú giúp đỡ chị mình có căn nhà chú đắng chú. Bây giờ tôi mừng dữ lắm rồi, tôi nói không được. Nói ngạn hả? Ừ. Tôi cũng mừng lắm, tôi cũng nhờ chú, mà nhờ chú quét ở Mạnh Thường Quân cho vợ chồng tôi được cái nhà này, tôi mừng lắm, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Này, nhất là chú, cũng nhờ chú mới được ngày hôm nay. Mừng lắm, mấy đêm nay đâu ngủ được. Sao nhờ mấy cô mấy chú ngoài nước ngoài giúp đỡ cho con có căn nhà chú nắng chú mưa. Con cảm ơn mấy cô mấy chú rất nhiều. Dạ. Khổ quá chú, khổ chú ơi, nghe chú nói mừng quá trời mừng luôn. Chuyện nói chứ bữa hổm cũng nói với cậu tí chú. Hổ không nói như vậy rồi, được vậy là mừng lắm rồi. Quá trời mừng luôn chú. Sáng 5 giờ ông kêu 5 giờ đi chú. Dạ. 5 giờ đi qua để ông thôi chú bên đây chú đợi. Dạ. Rồi nói sợ chú không biết chú thức giờ nào qua sợ làm phiền chú nữa. Rồi ông nói cởi qua mình chờ chú cái gì. Dạ. Rồi kêu ông mấy loại điểm mấy ông xe nọ đi. Trời mừng luôn chú ơi. Gần 50 tuổi rồi chú mới được có căn nhà. Mừng quá mừng luôn chú. Dạ. Thông tin với cô á là cái nền này bề ngang 6 mét và dài đến cây gòn ở trong kia đó, nó khoảng 20 mét vậy đó. Chút xíu thì sẽ căng dây đo đến cây gòn ở trong kia. Sẽ giấy tay giấy sẽ đầy đủ hết ha. Không phải cây gòn này ha. Dạ cây gòn đó, cây gòn kế bên đó chứ. Cây gòn đây nhìn thấy đây. Dạ dạ. Dạ. À, thôi bây giờ thì cũng mong là hôm nay thì khởi công cũng công trình thì cũng mong là mọi chuyện nó sẽ được suôn sẻ. Và đạt theo thông tin thì đạt nó khoảng chừng nửa tháng là sẽ có được ngôi nhà. À, sẽ tiến hành cấp tốc xây liền. Dạ. Chị nữa cho nhờ nước với điện đó, nữa em gửi tiền ha. Nhờ nước với điện để đạt trộn hồ rồi đó. Đâu có gì đó, chạy nước ra mặt trước đó xài. Ờ với lại nhờ điện đó nữa gửi tiền ha. Ha. À. Rồi. Dạ. À, có nước nồi kia đặng nó bổ cũng có bắn nước này kia nè. Dạ dạ. Từ lại đây à. Đừng có quay tao. Đây là hàng xóm với lại cô Duyên sau này nè. Quay cái nhà dạ. Này nữa đó. Đó là hàng xóm của cô bác quý chị. Nền này rất là êm tại vì nó còn đã cuốn nền lên xong rồi nên là nữa là không tốn phần nền. Và đạt này lãnh cái công trình này là 80 triệu cho một cái nhà tường. Chút xíu nữa thì sẽ dọn dẹp phần này, Bùi Hồ sẽ quay lại cho cô bác quý chị xem ha. Cô bác quý chị mới vừa xem đó chính là phần khởi công xây dựng nhà cô Duyên. À, lý do là cái ông chủ đất này chưa dọn được cái hết cái phần cây cũng như là vật dụng ở trong cái nền đó xong nên đạt thì chiều mới làm. Và sau này thì Bùi Hồ sẽ quay những cái clip quá trình mà Đạt đang làm cho cô bác quý anh chị xem. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin thay mặt gia đình cô Duyên xin chân thành cảm ơn các chú ở Canada, ở đảo Victoria, Canada đã hỗ trợ cho gia đình cô Duyên có một cái mái ấm mà theo chia sẻ của cô là hơn 50 tuổi rồi. Cô mới có cái cảm giác là mình được có nhà mới, cô bác quý anh chị. Và rất mong cô bác quý anh chị đăng ký kênh và ủng hộ cho Bùi Hồ cũng như là đồng hành cùng kênh Bùi Hồ trong thời gian tiếp theo. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân và cô bác đã ủng hộ đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau.